Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chữa cái đề số 3, bài số 1, bài biểu thứ 2 ở trong tuyển tập đề chuyên tin. Ta có bài MATT011. Ở trong đây là ta có đề 01, đề 03. Ở trong phần này thì thầy trò mình sẽ thực hiện làm nhanh. Đề bài tính giá trị của một biểu thức, do đó mình khai báo các biến. Các bạn cốt nhanh lên tí nhé. Rồi khai báo các... Rồi ta có thể tổ chức một cái void xử lý với các bộ số ABC. Bài 1. Trong đây thì ta tính D thì bằng B bình. B bình trừ 4 nhân A nhân C. Cho các bạn nhìn rõ chứ. Rồi, ok. Ta nhân với 1 LL để ta ép nó sang kiểu dữ liệu long long. Ở đây ta khai báo một cái tính kiểu long long. Rồi bây giờ ta tính x1 là kiểu float hoặc là double thì bằng trừ b cộng căn delta cộng căn delta chia cho 2a, chia cho mẫu số 2 sau a. Rồi. Ta khai báo x2 bằng trừ b trừ căn delta chia 2a. Sau đó ta xeo nó ra. Các bạn gõ nhanh tay một chút. Đề bài trả lời chính xác đến 3 chữ số thập phân. Rồi bây giờ ta xeo lần lượt từng thằng. Theo đề bài là ta có đưa thằng x2, x1, x2 ra trên cùng một dòng. Đấy, các bạn cút đấy, ta vì nó có nhiều nghiệm nên ta enline xuống dòng, nhiều bộ nghiệm. Rồi bây giờ quay trở lại chương trình chính thì ta làm về việc trực tiếp với tệp. Tên này là bài MATT001. Ta đang làm đề câu 1, đề 03 nhé. Double nó sau ta sửa cho đầy đủ. Ta sử dụng tham số STDAO. Rồi. Bây giờ đề bài là cho số nguyên dương N và ta thực hiện nhập số nguyên dương N. Và bây giờ ta thực hiện duyệt qua tất cả các cái bộ số ở trong bộ nghiệm của mình. Và ta thực hiện cái công việc là hai việc. Việc thứ nhất ta xây in bộ số ABC. Và việc thứ hai là ta gọi thủ tục xử lý cái bộ số này. Thế là xong rồi. Và quay lại chương trình, ta đã ấn nút chạy chương trình, cố gắng cốt đến đâu không lỗi đến đấy. Lỗi đến đâu thì ta sửa đấy. Hãy cố gắng giống như viết vào vở, cốt đến đâu chính xác đến đấy. Thay chung được rồi chứ. Đấy là cái cách tổ chức chương trình, bằng cái cách tổ chức chương trình con xử lý nhiều bộ nghiệm. Rồi ta mà tạo ra tệp mới. Thầy ấn Ctrl Shift N. Bây giờ ta chạy bộ test là 2121 132. Rồi ấn F9 chạy. Tay phải cứ cập chuột, tay trái ấn Enter. Nháy trước phải chọn S5. Cố gắng thao tác chính xác nhanh. Đấy, nó ra báo nan. Nan tức là nó chưa nhập được dữ liệu. Vậy thì ta quay trở lại MATT01. Vậy thì ta do file tên in bị đặt sai, ta nhấn chuột phải chọn remove nó đi. Ta tạo lại file MATT011.inp. Đấy. Ta có hai bộ nghiệm là 121, 132. Ctrl S chạy chương trình, tay trái, tay phải không cầm chuột, không thả chuột ra. Ta ra được hai nghiệm. Thế cái nghiệm dưới nó bị nghiệm sẽ bị ngược so với đề bài. Vậy thì ta đổi cái thằng S x2 là trước, x1 là sau. Đây là cái thao tác làm nhanh, chính xác. Đấy, thì ta thấy đưa được nghiệm ok. Ta nghi thử các bộ test khác và sau đó ta chạy chương trình. Vậy trên đây là cái cách tổ chức và cái thao tác mà các bạn cố gắng làm thật nhanh và chính xác nhé. Chúc các bạn thành công.